Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Đến thời điểm này thì cây cua này nó đã gần được 1 năm tuổi khi nó ra mắt. Nó ra mắt vào tháng 2 năm ngoái, ngày 5 tháng 2 năm 2020. Thì hiện tại thì sau 1 năm thì cây cua này sức mạnh của nó như thế nào? Đó, hiện tại thì giá của nó rất là rẻ rồi. Thì hôm nay mình nhặt lại cây cua này và mình mặc phối lên cho những anh em nào mới chơi và những anh em nào có ý định là mua những cây đồ rẻ chơi để chúng ta thì xem là cái sức mạnh của cây cua này sau 1 năm từ ngày nó ra mắt đến bây giờ. Từ lúc giá nó rất đắt đến bây giờ giá nó xuống rất là rẻ rồi. Đó thì xem sức mạnh của nó như nào nhá. Tổng quan thì cây này nó rất là ngầu đấy. Cả 12 món, cả pet nữa, trông rất là ngầu, rất là rực rỡ. Đó, chỉ duy có một bộ quần áo, cái mũ thì mình trông nó hơi giống búp bê nam một tí anh em ạ. Rồi, ok, cùng vào video nhé. Rồi, trước mặt anh em đây là cây cua 2.0. Đấy, cây cua 1.0 thì nó khác anh em nhé. Cây cua 2.0 này thì trông nó rực rỡ hơn. Đấy, màu vàng rực lửa. Đó, thì hôm nay mình trải nghiệm loại set này cho anh em new buy và đánh giá sức mạnh của nó sau 1 năm. Từ ngày cái cốt này nó ra được 1 năm thì xem là cái sức mạnh của nó thì nữa gì. Mình sẽ mang đi PK thử cho anh em xem. Thì đây là cái áo cua 2.0. Đó, được chống đỡ 618+5, được bút từ đồ nó kích lên nữa. Nó có 3 dòng ẩn, trong đó có dòng tăng 5 điểm phòng thủ. Đó, khi sử dụng cái khiên và nhận lại sát thương phản hồi 0,40%. 5 món thì nó sẽ được 2%. Còn đây là cây chùy cua Made of cua 2.0. Dòng ẩn là tăng sát thương cuối 2%. Có 2 dòng thôi. Còn đây là khiên. Khiên của nó thì có 4 dòng ẩn. Hiện tại cái chỉ số nó rất là thấp. Cái khiên này thì ngày xưa cách đây độ nửa năm ấy, thì nó là cái hàng con hàng ngon bổ rẻ. Đây là bộ pedan. Đây là pedan của vua này. Tỷ lệ bóng qua phòng thủ 2%, hấp thụ sát thương chí mạng 1%, tăng tổng phòng thủ 1%. Nếu mà cái pedan vua này anh em đi với cả set vua 1.0 thì nó tăng cái tỷ lệ phá giáp 2% nữa. Đấy, cái dinh vua bây giờ nó cũng được fix lại một chút. Đấy, tỷ lệ bỏ qua phòng thủ của kẻ thù 2%, tổng phòng thủ 1%, và hai cái dòng dưới thì nó kích thêm cho vũ khí vua 2.0 và vua 1.0. còn đây là con pet vua, con này thì nó cũng ngon, rất là ngon. Thời điểm mà anh em chơi thủ xoay thì nó rất là ngon. Đây áo choàng vua 2.0. Áo choàng này hiện tại giá nó xuống rất là rẻ rồi, nó chỉ còn khoảng 2 vua đây anh em ạ. Đó, tổng thể cây này thì bây giờ anh em mua thì nó sẽ khoảng hiện tại giá đến ngày hôm nay đấy, cuối tháng 1 năm 2021 rồi thì nó đang vào khoảng 6 đến 7 vua, hơn 6 vua một chút, là cả 12 món cả pet đấy, giá nó rất là rẻ rồi. Đó thì anh em mới chơi thì cũng có thể trải nghiệm được những cái set này, và những anh em kinh tế thấp thì có thể vẫn trải nghiệm những cái set như thế này. Đó, 12 món. Bây giờ mình sẽ đi PK cho anh em xem. Vừa rồi mình có show cái chỉ số lực chống đỡ và lực tấn công của cây cua này lên cho anh em xem. Anh em nào muốn xem thì hãy vô lại một chút nhá. Ok, anh em nào mới đăng ký chưa đăng ký kênh, anh em nào mới biết đến Hoài Niệm Game TV mà chưa đăng ký kênh, chưa theo dõi fanpage thì hãy ủng hộ cho Hoài Niệm Game TV một nút đăng ký kênh ở phía dưới để khi kênh có video mới thì nó sẽ thông báo cho anh em để anh em có thể xem. Đó, mình sẽ cà khịa mấy bạn này. Có một bạn đang chơi một cây cua 2.0 DK Pro 232 nhưng cà khịa không thấy bạn đi trả lời gì cả, không dám lao vào đánh người ta. Đó, đấy lại còn cả ông IC nữa, ông cây cun kia nữa. Cun cầm chùy này, từ từ ra đây, ra đây, ra đây, từ từ chọn một người thôi, đánh nhau một người thôi anh em ơi.
đánh từng người một thôi. Đó, thì đây, đánh thử với bạn Kun xem nào. Đấy, bạn Kun mặc áo choàng vua 2.0, cầm chùy IC. Đấy, mình đoán đoán thì chắc là Zing Pen cũng tầm Holy hoặc IC gì đó. Đó, thì ấy chà, đấy, cái chùy IC này nó có cái tỷ lệ đam rất là to. Cái vũ khí IC nó có tỷ lệ đam rất là to. Xin lỗi anh em, vừa nãy mình bị đít, nên là mình thoát ra mình vào lại. Bạn ấy đi đâu mất rồi, bạn đang đánh nhau bạn kia. Mình đang đánh ở server 1 nó cũng hơi lag. Hơi lag. Giờ này thì cái server 5 ban ngày thì nó hơi bị ít người. Nên khi mình làm quay video thì mình bắt buộc phải chuyển sang server 1 thì nó sẽ hơi lag hơn. Và mình bị đít và mình phải là vào lại. Đây, gặp một bạn là chơi set rách này nữa. Sách này mình cũng PK thử bạn ấy cho anh em xem. Đó, quay kiếm hiệu ứng rất là đẹp. Đấy, vàng chóe một màu, cảm giác là cái vùng quay ấy, cái diện tích quay nó cực kỳ rộng. Đó. Không biết là đam có đau không, nhưng mà hiện tại thì hiệu ứng vẫn còn rất là đẹp. Đấy, set này hiện tại mặc vẫn còn rất là đẹp, rất là ngầu. Đó, thì anh em có thể phối cái set bộ vua 2.0 này với cả set vua 1.0 thì nó cái vua set vua 1.0 thì nó không có dòng ẩn, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ được tăng cái dòng phá giáp của Zing Pidan lên, thì anh em cũng có thể là nam nó khỏe hơn, đánh người ta thấm hơn. Còn cái bộ vua này tính đến thời điểm hiện tại so sánh với những cái Zing Pen hiện tại của những bộ mới ra thì nó rất là thấp, chỉ số nó rất là thấp. Đấy, nếu mà anh em có đi PK thì anh em cũng phải chọn lựa đối thủ đó. Chỉ chơi với những tầm anh em mặc như là đồ gold trở xuống thôi. Đồ gold, đồ apo, đồ javen, đồ gold, đồ god. Đó, majestic vậy thôi. Chứ còn anh em đánh với những anh em mặc đồ cao hơn như là gold hay là skin D hay là holy hay là IC thì anh em đều không có cửa. Bởi vì những cái đồ này, đồ mới bây giờ thì chỉ số nó sau một năm nó ra thì nó được up lên cái chỉ số nó cao hơn. Đó, tất nhiên là MU game khi nó ra thì cái đồ sau thì nó sẽ phải mạnh hơn đồ trước, đúng không ạ? Thế thì mới thu hút và hấp dẫn được người chơi. Đó, chứ không thể là đồ sau nó ra và nó cũng chả kém đi đồ trước thì ai muốn thay đổi đồ làm gì, đúng không ạ? Đó, thì anh em newbie, anh em muốn trải nghiệm những cái set rẻ tiền thì vẫn có thể là sắm những cái set này, hoặc là set Apo, hoặc là set Javen, hoặc là Majestic. Hiện tại rất là rẻ, rất là ngon, đi PK vẫn rất là trâu, anh em thấy không ạ? Mình đánh với bạn này mà bạn ấy cầm chùy IC mà mình cũng trụ được với bạn ấy, cũng khá là trâu đấy. Đó, thì anh em đi PK thì cái set này với cái con pet vua 2.0 này thì anh em chơi thủ xoay. Đấy, sắm thêm con chim nữa, anh em có thể là PK tầm trung, gọi là tạm ổn. Các set này, các set tầm trung hiện tại thì nó tầm trung thấp thì nó vẫn có những cái set như là Majestic này, đấy, Gold này, Javen, Apo, Gold. Gold bây giờ thì nó cũng xuống tầm trung thấp thấp rồi. Đấy, còn cao hơn thì anh em có thể sắm một Holy. Đó, PK một lúc mỏi tay quá thì phải dừng lại, đứng xoay kiếm mãi không chết, ông nào cũng trâu, ông nào cũng khỏe. Đó, thì hiện tại thì cây vua 2.0 là anh em đi chơi PK thủ xoay vẫn rất là ok. Thì tí mình lắp thử con sói lên, thì sói gốt lên, mình sẽ PK cho anh em xem. Đó, xem là đi thêm con sói gốt chơi chọc gió thì nó có khỏe hơn thế nào không. Đó. Ê, gặp bạn này mặc holy, chắc là Zing Pen Gold với cả kiếm Angen, nhưng bạn ấy không có chim. Thì để cho anh em có thể cảm nhận được là một cây đồ yếu hơn cây holy này đang đánh với bạn đấy mà có chim, và một cây đồ cao hơn, khỏe hơn, xịn hơn mà không có chim thì nó sẽ như thế nào. Đó, anh em đã thấy cái sự khác biệt của có chim và không có chim chưa? Đó, bạn kia thì pet xịn hơn nhá, đồ thì thủ cao hơn, kiếm cũng công cao hơn, Zing Pen thì chắc chắn là ngon hơn rồi, nhưng mà bạn ấy không có chim thì bạn ấy cũng có cái sự thiệt thòi hơn của bạn đấy. Đó, khi đi PK thì chắc chắn là bạn sẽ bị thiệt hơn, vì con chim nó đã đam giúp mình rất là nhiều, anh em thấy không ạ?
con chim nó leo vào, nó cắn, nó mổ, nó xẻ, nó đóc, nó cấu xé các kiểu, nó thêm cái đam cho mình và nó giảm cái hiệu ứng phòng thủ của đối phương cũng như là giảm hồi máu của đối phương. Đấy, đồ của mình rõ ràng là yếu hơn. So cửa thì là kèo của mình là kèo đồ yếu hơn, nhưng mà mình có hơn là hơn con chim đó, thì nên là mình sẽ có cái lợi thế hơn đó, hay không rồi đó. Thì anh em thấy có chim là nó khác hẳn đúng không ạ? Đó thì mình sẽ đi tìm những cái đối thủ nó vừa tầm một chút, vừa miếng một chút. Đấy, bạn này bạn cay cú, bạn kia chạy theo bạn đi đánh. Đấy, mặc dù là đây bạn chờ một chút thì mình sẽ đeo sói lên mình đánh nhau với bạn xem. Đó, ok, chờ chút nhá. Bạn cứ từ từ, người ta đang set up skin thì cứ đứng vào đánh thì người gì mà cười thế. Đó, đấy, cưỡi thử con sói gốt lên để cho anh em xem. Đấy, khi anh em cưỡi sói gốt thì set đồ và cái vũ khí nó cũng được tăng thêm một tí. Ngoài ra áo choàng cũng được tăng thêm một chút nữa. Đó, để xem cái tỷ số thì nó sẽ như thế nào. Có chim có sói đánh với một bạn chơi thủ xoay, đó bạn ấy vẫn cứ nằm sàn thôi, gục hết thôi. Ua đi chơi PK thì anh em vẫn có thể sắm set này trải nghiệm rất là tốt. Đấy, cây cua này hoặc là cây apo hoặc là gold vẫn là những cái lựa chọn giá rẻ phù hợp với mọi anh em newbie. Đó, anh em chỉ cần lên thêm một con chim nữa, chim 2 cũng được, mà không có nữa thì anh em chơi chim 1 cũng được. Đó, cứ có chim là được, còn mạnh yếu thì nó tùy theo từng cấp độ của con chim. Hello anh. Rồi ok, chào bạn, rất là thông cảm bởi vì là mình đang quay video nên mình không chat lại, không chào anh em. Đó, anh em theo dõi Hoài Niệm Game đã lâu rồi thì thấy khi mình làm video thì rất ít chat, bởi vì khi chat thì cái khung hình nó hiện lên hết nửa màn hình rồi, khi anh em chơi anh em xem thì rất là khó chịu. Đó, vừa đâm chết một bạn mặc holy cưỡi sói cấp 1, cũng có chim có sói như nhau. Đó, anh em thấy được cái tỷ lệ đúng không ạ? Nó cũng vẫn rất là ổn, rất là ổn, mặc dù là rẻ nhưng mà nó thuộc hàng là ngon bổ rẻ đấy anh em ạ. Đó, rất là khỏe. Set cua này thì nó cũng có một cái gì đó nó khỏe, nó hồi máu rất là nhanh, nó có tỷ lệ hồi máu cao hơn một số những cái đồ khác tầm trung ngang ngang giá. Bởi vì là đó, 20 cũng sói gốt 1 full cây holy, cũng có chim 3 đó, 21 rồi. Đó, chơi những cái set này nó cũng rất là vui, không cần thiết là anh em cứ phải là chạy theo những cây đồ cốt nó mới quá. Cây này đấy tính đến ngày mùng 5 tháng 2 này thì là nó cũng ra được 1 năm, nó ra được 1 năm. Sau 1 năm thì anh em thấy nó chơi vẫn rất là ổn, nó chơi vẫn rất là ổn ở cái mức độ là tầm trung. Chứ còn những cái đồ tầm cao như skin D hay là IC này thì anh em chắc là cái cửa nó sẽ thấp hơn, kèo nó sẽ ở kèo dưới. Đó, nhưng nếu anh em có pro mà PK một chút, mạng ngon một chút, đây là mình đang chơi ở server 1. Nếu mà mình chơi ở server 5 mà mạng nó ổn hơn một chút thì mình ở Việt Nam mà. Thì khi PK với những người Tây ấy, thì họ nước ngoài họ chơi server 1 thì họ sẽ có cái lợi thế về ping hơn. Thế nên nó không bị lag. Cái tốc độ bơm máu của nó sẽ nhanh hơn. Đó. Còn đây là mình cũng đang đánh với bạn này, cũng là ông Chem này, cũng là chắc là người Việt Nam rồi. Nhưng mà đồ của bạn ấy thì chắc chắn là hơn hẳn mình rất nhiều rồi. Full IC mà chỉ có cái cánh skin D thôi. Đó, thì hôm nay là PK thử cho anh em xem cái cây Gua 2.0 hiện tại giá chạm đất rồi. Giá cực kỳ rẻ rồi. Sau 1 năm ra mắt thì giá nó rất là rẻ. Đấy, trải nghiệm cho anh em xem để có thể anh em có thể đưa ra những cái lựa chọn cho mình khi muốn sắm những cái set này để chơi trải nghiệm. Đó, ok, thì video cũng khá dài rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những cái video clip tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Hoài Niệm Game TV bằng một nút đăng ký kênh ở phía dưới nhé. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.
Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.